Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển từ file Excel sang file PDF và ngược lại là từ file PDF sang file Excel. Thì đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển từ file Excel sang PDF trước. Ví dụ như mình có một cái file Excel là chủ đề gia đình giống như thế này. Mình sẽ mở lên cho các bạn xem thử. Đây là cái file chủ đề gia đình của mình. Mình sẽ đóng lại. Để chuyển cái file này sang file PDF thì các bạn làm như sau. Đầu tiên các bạn hãy mở một cái trình duyệt web nào đó trên máy tính của các bạn. Ví dụ như mình sẽ sử dụng trình duyệt web là Google Chrome. Còn các bạn sử dụng trình duyệt web nào cũng được. Sau đó ở cái hành địa chỉ chỗ này, các bạn hãy nhập vào cái website là smallpdf.com. Và các bạn lăn chuột xuống bên dưới. Ở cái mục công cụ PDF thông dụng nhất, các bạn bấm vào cái mục xem tất cả công cụ PDF ở đây. Và các bạn lăn chuột xuống bên dưới. Các bạn hãy chọn cái mục là Excel sang PDF, các bạn bấm vào đây. Sau đó các bạn bấm chọn các tệp ở chỗ này để chọn cái tập tin chủ đề gia đình. Thì hồi nãy ở đây mình chọn trong cái mục download thì mình bấm hư mục download rồi mình chọn cái file chủ đề gia đình. Sau đó các bạn bấm vào chữ Open ở đây. Thì khi đó cái file chủ đề gia đình Excel sẽ tự động chuyển lên và tự động chuyển đổi. Các bạn không cần phải làm gì cả. Khi các bạn thấy xuất hiện ra cái giao diện ở này là phần mềm cho mình xem trước khi tải về. Như các bạn thấy ở trong đây, mình lăn xuống chỗ này thì các bạn thấy tới đây nó ra như thế này. Khi đó nếu như các bạn tải về thì nó sẽ ra tới 6 trang và nếu như các bạn tải về thì nó mở lên nó sẽ giống như thế này. Đó các bạn thấy không, tự nhiên ở đây nó lại lòi qua cái trang thứ 4, thứ 5 và thứ 6, trang trống. Nó không giống như trong file Excel mà mình nhìn thấy, để mình mở lại cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Ở đây nó liên tục như thế này. Mà khi qua bên PDF nó lại bị ngắt ra như thế này. Nguyên nhân của cái việc này chính là do các bạn chưa chọn đúng khổ giấy ở trên file Excel. Thì đầu tiên các bạn cần phải chọn đúng cái khổ giấy trên máy tính của các bạn trước đã. Và để kiểm tra được cái khổ giấy thì các bạn hãy bấm vào cái mục layout đây nè. Thường các bạn sẽ chọn cái mục là size để chọn khổ giấy và các bạn sẽ chọn khổ giấy thông dụng là A4. Trong trường hợp này ở đây nó chọn letter thì mình phải chuyển sang A4. Và các bạn có một lưu ý nữa là khi các bạn bấm qua chế độ Fresh này, rồi các bạn bấm qua chế độ này lại, hoặc là các bạn bấm File, rồi các bạn bấm Print, thì các bạn cũng thấy được khi các bạn in ra nó sẽ như thế nào. Các bạn thấy nó sẽ không có bị đúng như cái lề cái khổ giấy. Chính vì vậy mình mới chọn lại cái khổ giấy là chỗ này. Bây giờ mình sẽ trở lại. Mục đích của mình vào print là để thấy cái đường biên chỗ này nè các bạn. Các bạn sẽ thấy có cái đường mờ mờ ở đây. Đây nó có cái đường mờ mờ là ranh giới. Hồi nãy mình đã chọn cái khổ giấy rồi. Bây giờ mình sẽ chọn cái hướng giấy. Ở đây mình sẽ cho cái hướng giấy nằm ngang giống như thế này. Trường hợp cái file này nó có trống chỗ này thì mình sẽ bấm vô đây. Mình xóa đi. Mình lít chuột phải chọn delete. Và sau đó các bạn chọn canh lề lại. Ở cái mục layout, bay setup các bạn bấm vào đây. Các bạn cho chọn cái mục margin, các bạn cho top là 10. 10 ở đây là đơn vị của mình là 10 mm. Trên dưới trái phải mình đều cho 10 hết. Và cái header footer này mình cho nó về 0. Và mình bấm chữ ok. Rồi sau đó cái chỗ này mình sẽ xóa bớt đi. Mình bấm delete. Ở chỗ này các bạn bấm vô đây, các bạn chọn home và grab text như thế này. Các bạn thấy nó vẫn chưa vừa. Nó vẫn còn dư ra chỗ này. Các bạn có thể kiểm tra bằng cách là các bạn bấm file print giống như hồi nãy. Các bạn thấy nó có gọn hơn lại chút xíu nhưng mà nó vẫn còn chỗ này. Thì chỗ này các bạn muốn cho nó vừa vặn lợi thì các bạn hãy chọn ở cái mục fit ở đây. Ở đây nó có chế độ scroll thì các bạn hãy chọn cái mục là fit. Các bạn hãy chọn cái mục là fit on column để chỉ fit cái cột thôi, là mình chọn đây. Thì khi đó các bạn thấy nó sẽ gom lại như thế này và nó sẽ còn hai trang giống như các bạn nhìn thấy trong sách. Thì như vậy tới cái bước này các bạn hãy nhớ lưu lại, các bạn nhớ lưu lại, bấm save thì các bạn sẽ còn được hai trang thôi. Mình sẽ kiểm tra lại bằng cách bấm vô đây nữa nè, các bạn thấy trang 1, trang 2. Hoặc các bạn đang ở chế độ này, các bạn bấm file print thì các bạn sẽ kiểm tra lại, các bạn thấy còn được hai trang và nó vừa vặn trong cái tờ giấy A4. Thì tới bước này các bạn hãy chuyển qua cái file PDF. Chứ còn các bạn chuyển qua file PDF chỗ này thì nó sẽ ra tới 6 trang giống như thế này, không giống như các bạn mong muốn. Thì như vậy bây giờ mình sẽ đóng cái file Excel này lại.
mình lưu rồi, mình đóng lại. Và mình cũng sẽ hủy cái này đi. Mình sẽ bắt đầu lại bằng cách là bấm vào smallpdf.com lại, mình xóa cái khúc sau này đi. Mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Mình chọn xem tất cả công cụ PDF. Sau đó các bạn chọn Excel sang PDF, chọn các tệp, chọn file Excel, open và chờ nó xử lý. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ gom lại còn có hai trang thôi, và như thế này mới là đúng ý của mình. Giấy A4 nằm ngang vừa vặn trong vòng hai trang. Tới bước này thì các bạn hãy tải về thì nó sẽ ra đúng như thế này. Còn như các bạn hồi nãy, các bạn để y nguyên hồi nãy, các bạn tải về nó sẽ ra 6 trang, mà 6 trang nó không có vô cái khổ giấy giống như thế này. Để tải về cái file này thì bây giờ mình sẽ bấm vào cái mũi tên kế bên cái chữ tải file xuống đây, bấm vào mũi tên chỗ này. Các bạn chọn lưu vào thiết bị và các bạn đặt tên. Thì nó sẽ đặt tên cho mình giống cái đó luôn, và nó có cái chữ đã chuyển đổi, các bạn bấm vào save. Thì khi đó cái file PDF này đã lưu về rồi. Các bạn quay qua cái mục download nãy, các bạn sẽ thấy có cái file PDF là chủ đề gia đình đã chuyển đổi. Và mình sẽ mở cái file này lên. Các bạn lưu ý là để mở được cái file PDF thì trên máy tính của các bạn phải có cài phần mềm Photoshop Reader giống như mình, hoặc là phần mềm Adobe Acrobat Reader DC. Trên kênh của mình có hai cái video hướng dẫn cách tải phần mềm này. Nếu như các bạn chưa biết, các bạn có thể xem trên kênh của mình. Đây, các bạn thấy không? Nó còn có hai trang. Rất là dễ dàng, không có gì khó cả. Và bây giờ mình muốn chuyển ngược lại từ file PDF này sang file Excel thì cũng dễ thôi. Các bạn hãy quay lại PDF.com hồi nãy. Các bạn hãy chọn là PDF sang Excel chỗ này, các bạn bấm vào đây. Và các bạn chọn cái file PDF. Hồi nãy mình chọn file Excel, bây giờ mình sẽ chọn file PDF chỗ này. Và mình bấm chữ Open. Thì phần mềm nó sẽ, máy tính nó sẽ tự động nó chuyển cho mình thôi. Các bạn hãy bấm vào mục chuyển sang Excel chỗ này. Các bạn đừng bấm bên đây, các bạn bấm bên đây cũng không được đâu, bởi vì đây là phiên bản Pro có trả tiền, còn bên đây là miễn phí. Thì mình bấm vào mục bên đây, rồi các bạn bấm chọn tùy chọn. Như vậy là các bạn đã chuyển qua cái file Excel xong, và các bạn tải xuống bằng cách bấm vào mũi tên chỗ này và các bạn chọn lưu vào thiết bị. Và các bạn chọn nơi lưu thì mình sẽ bấm vô đây và bấm chữ save. Như các bạn thấy không, đã chuyển đổi, nó có thêm chữ đã chuyển đổi nữa, bấm save. Sở dĩ mà nó có hai chữ đã chuyển đổi là lý do là từ cái file này thì nó mỗi lần các bạn chuyển đổi nó sẽ thêm một chữ đã chuyển đổi, còn đây là cái file gốc ban đầu. Thì bây giờ mình sẽ mở cái file đã chuyển đổi có hai chữ như thế này lên thử xem có được không. Như các bạn thấy, mình đã mở lên được bình thường. Và các bạn lưu ý là không phải file PDF nào khi các bạn chuyển sang file PDF nào các bạn chuyển sang file Excel các bạn cũng đều mở được đâu. Lý do là hồi nãy mình tạo cái file Excel này, từ cái file Excel gốc mình tạo ra file PDF và mình chuyển lại, thì các bạn thấy mở lên được rất là dễ dàng. Có một số trường hợp các bạn chuyển từ file PDF sang file Excel các bạn không mở được. Lý do là cái file PDF đó được tạo ra từ những hình ảnh chứ không phải từ những cái bản tính xuất ra từ cái file Excel gốc như mình làm ở bước nãy. Nên các bạn khi chuyển đổi về file Excel các bạn không sửa được, không thao tác được, mà chỉ thấy được hình ảnh thôi. Lý do là những cái file PDF đó người ta tạo ra từ cái máy scan, hoặc là người ta chụp lại bằng cái điện thoại. Thì khi các bạn xuất ra file Excel nó cũng chỉ là một cái hình ảnh, các bạn không có chỉnh sửa gì cho đó được. Nên các bạn cũng hết sức lưu ý ở chỗ này. Ngoài ra các bạn cần phải lưu ý ở một cái điểm như thế này. Nếu như các bạn đang sử dụng Excel từ phiên bản 2010 trở lên, như là 2010, 2013, 2016, 2019 hoặc là mới nhất là Excel 365, thì khi các bạn chuyển từ file Excel sang file PDF nó rất là dễ dàng. Các bạn chỉ cần chọn file, rồi các bạn chọn Cell AS. Sau đó ở cái mục chỗ này, ở đây là cái tên của cái file và ở đây là cái định dạng mặc định. Khi các bạn save as nó sẽ giữ nguyên cái định dạng của file Excel là xlsx, nhưng nếu các bạn muốn lưu dưới dạng PDF thì các bạn hãy bấm vào cái mũi tên màu đen ở đây, rồi các bạn chọn đến cái mục là PDF mở ngoặc sao chấm PDF như thế này, các bạn bấm vào và các bạn chọn save. Thì như vậy là các bạn đã chuyển được thành cái file PDF rất là nhanh chóng. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem lại. Thì như các bạn thấy nó cũng sẽ ra một cái định dạng
không giống như mình mong muốn như thế này. Chính vì vậy khi các bạn lưu lại thành file PDF thì các bạn cũng phải kiểm tra thật kỹ và thực hiện lại những cái thao tác mà mình vừa làm cho các bạn xem lúc nãy, đó là chỉnh lại khổ giấy canh lề sao cho nó gọn gàng cho một trang. Và cái quan trọng nhất để các bạn canh lề đó là các bạn hãy đầu tiên là các bạn phải chọn cái khổ giấy trước. Sau đó các bạn nhớ là canh dọc, canh ngang tùy trường hợp, và các bạn nhớ chọn cái mục này nè. Đây là cái mục Red View ở chỗ này. Bay Red View nó sẽ giúp cho các bạn biết được là cái bản tính của các bạn nó có lọt ra ngoài cái lề của khổ giấy hay không. Như các bạn thấy đây là cái khổ giấy A4 mà các bạn thấy ở đây nó tới đây là nó đúng một cái lề, là nó một trang. Nhưng trong trường hợp này các bạn thấy ở đây nó qua thêm một cái khung này nữa, như vậy nó lọt qua trang thứ ba thì đồng nghĩa với việc nó cũng sẽ lọt qua trang thứ tư luôn. Chính vì vậy các bạn cần phải định dạng lại cái lề cho nó hợp lý mà mình hướng dẫn cho các bạn ở bước nãy. Ví dụ như ở chỗ này các bạn cần phải cho nó là cái lề cho nó nhỏ lại, ví dụ đây trên dưới trái phải là 10 10. Ở đây mình sẽ cho không không rồi mình đóng ok thì cái lề nó sẽ sát ra, nhưng mà nó chưa sát ra hết thì khi đó các bạn cần phải làm cái cách này. Các bạn chọn file, các bạn bấm print, sau đó ở cái mục score này nè các bạn chọn ở cái mục là fit on column đó, để cho nó gom lại hai trang. Sau đó các bạn quay ngược trở lại thì các bạn thấy nó sẽ gọn gàng trang thứ nhất và trang thứ hai. Khi đó các bạn lưu lại file PDF, các bạn chọn file save as, các bạn chọn lại file PDF và các bạn bấm save thì nó báo trùng rồi. Không sao, mình sẽ đóng này lại, mình sẽ đặt tên chỗ này là thêm là số 2 đi, mình bấm save. Khi đó các bạn sẽ tạo ra được một cái file PDF giống như các bạn muốn, nó vừa vặn trong tờ giấy A4 nằm ngang và có hai trang gọn gàng như thế này, không có dư ra những cái trang trống. Và một cái lưu ý tiếp theo nữa là khi các bạn làm trên file Excel giống như thế này, các bạn thấy ở đây mình chỉ có một cái sheet thôi. Trường hợp nếu như các bạn có nhiều sheet khác nhau, khi các bạn chuyển đổi ở trên smallpdf.com sang PDF thì nó sẽ ra tất cả những cái sheet luôn. Có nghĩa là mỗi một sheet này nó có hai trang thôi, nhưng trường hợp các bạn có nhiều sheet và nhiều trang thì khi các bạn chuyển đổi như vậy nó sẽ ra tất cả các trang của tất cả các sheet luôn. Nên các bạn cũng cần phải lưu ý ở chỗ này. Thì mình đã hướng dẫn cho bạn từng sheet, một sheet hồi nãy rồi. Thì tương tự như vậy những cái sheet kia các bạn cũng chuyển đổi giống y như vậy, các bạn cũng phải canh lề lại như vậy. Hoặc là các bạn copy ra ngoài, các bạn xóa bớt đi, chỉ giữ lại cái sheet nào mà các bạn cần chuyển đổi sang PDF thôi thì nó sẽ dễ dàng cho các bạn hơn. Thì cái việc chuyển đổi file Excel sang PDF và ngược lại nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Hy vọng rằng video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.